Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Hiện tại là mình cũng đang có mặt tại server Việt Nam nha, để cùng với anh em tiếp tục cái series đó chính là Liên Minh Huyền Thoại nha mọi người. Hiện tại vị tướng này của mình đang chơi đó chính là con Kaithos nha, một cái vị tướng đi rừng đang có được một cái tỷ lệ thắng cao nhất hiện tại luôn nha mọi người ơi. Tại vì sao? Riot á mới vừa tung ra được một cái phiên bản cập nhật mới mà trong đó có một cái trang bị phải gọi là cực kỳ ngon luôn cho con Kaithos này nha, đó chính là ngọn đuốc lửa đen. Trời ơi, nó phải gọi là siêu lỗi luôn anh em à. Và con này á, mọi người chỉ cần biết chơi thôi, hoặc là biết farm, biết xài kỹ năng là vào rừng là auto win luôn á, tại vì nó cực kỳ dễ chơi nha. Anh em lầm tưởng á là con Kaithos này đi rừng farm nó sẽ hơi khó, nhưng mà nó cũng giống như những cái vị tướng phép đi rừng khác thôi anh em ơi. Một Kana nè, Bran nè, Rumble anh em ơi. Nói chung là xài kỹ năng để mà farm chứ không phải là đánh thường, vậy thôi anh em ơi. Nhưng mà cái con Kaithos này á, cái điều khó nhất khi mọi người chơi nó là xài quy phải trúng nha. Xài quy phải trúng anh em ơi. Còn nếu như mà xài quy không trúng thì anh em cứ rờ thôi, rờ chắc chắn là các bạn. Tại vì khi mọi người chơi con Kaithos này á, cái việc quan trọng nhất mọi người cần phải làm ở trong combat, nếu như mọi người xanh thì anh em sẽ giữ vị trí để mà quăng quy, đặt e các kiểu, ở lộn W chứ. Còn nếu như mà mọi người mà không xanh á, mà có một cái lượng sát thương muốn nó nhiều thì anh em phải lao vào chết đầu tiên. Đấy, để là quy nè, e nè, W các kiểu á, giảm kháng phép team bạn cũng như là một cái R bù vào nữa. Thì thật sự là dù cho anh em là một con Kaithos không xanh và combat đó vẫn có một lượng sát thương rất là lớn nha. Cái con Kaithos đi rừng này thì mọi người sẽ chủ yếu tập trung là đi farm thôi, không có cần phải đi găng đầu game nhiều đâu. Anh em farm càng sớm càng nhiều lên level 6, gấp rút nhất có thể cho mình đi. Cái bản ngọc hiện tại của mình đang chơi đó chính là thu thập linh hồn nha mọi người. Và nếu như mọi người muốn tham khảo thêm về cái bản ngọc của mình đang chơi và của con Kaithos này á, thì mình có để link ở phía dưới nha, anh em cứ vào tham khảo thêm ha. À gì đang farm à, tại vì con này nó farm lẹ quá anh em ơi. Trời ơi, đặc biệt rồi anh em ơi, nhức cái nách luôn á chứ. Farm nè, double luôn anh em ơi. Cái rừng là xong rồi đó, ăn được một mạng, cướp luôn được cái con cua anh em, xong rồi thêm một con cốc nữa. Trời ơi, nó đã. Cái con Kaithos này chỉ cần mọi người biết farm thôi á, thì cái tốc độ farm rừng của nó rất là lẹ luôn, ăn hai cua là chuyện dễ luôn á. Nhưng mà phải có mid mạnh với lại top mạnh nha. Rồi hết e đúng không, hết e đúng không, rồi một cái hỗ trợ luôn nha, đẩy lính giùm cho bạn ơi, do fit nó mất lính đó anh em. Ơ ok đấy, đẩy phải gọi là cực kỳ lẹ. Ơ gì nè, chơi nó, chơi nó đó anh em, phải là quy chúng, đặt cái W giảm một lượng lớn kháng phép của con Di này á, quy đúng hai phát nửa cây máu anh em. Mọi người thấy không, mình đang level 5 trong khi đó Di á chỉ mới là level 4 thôi mà đang được hai cua luôn. Rồi rang cua hả, rang cua hả, chặn cái đầu liền cái này. Chặn cái đầu liền chứ. Nếu như mà theo thời gian á thì cái bãi người đá này nó phải hồi rồi, tại vì vòng rừng của con Di á là từ dưới lên trên, nó sẽ ăn red và người đá rồi bãi bảy ma anh em ơi, bảy chim biến dị á, là nó giờ nó hồi là kịp luôn rồi đó. À, cái tốc độ farm rừng của con Kaithos này á, phải gọi là farm bằng thời gian này chuyện hết sức dễ luôn. Farm rừng mà mọi người đâu có cần phải gọi là quy chuẩn hay là không chuẩn đâu, anh em cứ quy thẳng vào mặt quái rừng là được. Và như mình đã nói nha, mình sẽ để cái bản ngọc của con Kaithos này ở phía dưới phần bình luận đã ghim á, để cho mọi người muốn tham khảo thêm và bắt đầu tập chơi với cái vị tướng Kaithos đi rừng này. Nhắc lại, nó đang là một cái tỷ lệ, đang có một cái tỷ lệ thắng rất là cao, gọi là cao nhất hiện tại luôn anh em. Đấy. Ây da, đọc quy hụt rồi. Ây da. Ờ, chúng nè. Chúng lại chết anh em ơi, có rờ rồi, có rờ rồi. Anh em nằm ở lane nào combat thì hú tuôn phát nha. Để rờ cha. Đây, về nhà quất mấy cái trang bị lên anh em ơi, xong rồi ra farm tiếp trở lệ. Rồi đấy, cứ full phép mà vẽ này em ơi, không có cần phải suy nghĩ nhiều. Và chắc chắn rồi nha, mình sẽ cố gắng mình cập nhật những cái bài meta thật sự là mới nhất ở trong từng phiên bản cho mọi người theo dõi nha. Với lại là khi mọi người đánh thêm meta á, thì anh em phải chắc chắn là cái vị tướng đó anh em phải biết đánh cái đã. Tại vì tướng này anh em cần phải luyện tập trước á. Chứ thật sự là anh em cứ nghĩ đi, anh em cứ đặt anh em vào trong cái trường hợp á, giả bộ đang đánh răng rất là cha hạt luôn, có cái ông nào vào test tướng nghe tất công anh em ơi. Nếu như mà ổng xanh thì không sao, mà test tướng mà fit đó mà gọi là mệt đó, nên mình nghĩ là anh em hãy nên test ở đánh thường trước, hoặc là
trong chế độ gì đó cho mọi người quen với cái kỹ năng cái đã. Ây da, khó rồi, khó rồi, gốc khó rồi. Hỏi quy chúng mày chết anh em ơi. Rồi kiên chạy đâu rồi? Rồi ăn mạng luôn anh nha, còn cái xíu máu à, bủ luôn cái double kill. Cái con Carthus này á, nếu như mọi người thu thập được linh hồn càng sớm nó sẽ rất là mạnh luôn. Dễ đời. Dễ đâu rồi? Thôi tôi cần được rồi đi. Ây da, quy hụt. Ây da, ây da. Nice. Ui giời ơi, airplay luôn, double kill rồi, end game rồi. Con Carthus mà nó xanh như thế này đầu game thật sự là hỏng người anh em ơi. Mới vừa về nhà mua đồ xong, Ryland ăn vài bãi quái rừng, hút vài mạng về nhà quất luôn được một cái trang bị lớn rồi anh em ơi. Đây, đuốc lửa đen là một cái trang bị siêu lỗi luôn cho con Carthus này nha. Và cái lối lên đồ của mình này là lên đồ thêm meta nha mọi người. Nói chung là trước khi mà mình làm video meta là mình đã tham khảo qua rất là kỹ ở cực kỳ nhiều nguồn rồi. Từ Bro Player chơi nè, cũng như là những cái trang web cập nhật meta uy tín. Nên anh em cứ thoải mái thôi. Trời ơi, mình farm thật sự là, nói chung là cũng hơi chật nhiệm tí á, tại vì hồi nãy giờ đi combat khá là nhiều. Mà tầm này có đồ thì thật sự là mình nghĩ là có đồ chứ cần hai quy anh em ơi. Hai quy là bay màu, lên em ơi. Xena sao đã chạy tốc như vậy, what the fuck. Bắn nó không ơi. Rồi, một quy. Một quy kìa. Hai quy. Một quy. Hai quy. Hơn mà bay kịp á. Đúng hai quy anh em ơi, Ari đúng hai quy. Thằng Chitina cũng hơi trâu, chắc là bốn quy là chết. Mà chưa quy con này á, nó hồi có một phẩy mấy giây à. Ờ, nó ăn rồng nữa. Nãy đi ngang qua không biết luôn anh em. Chờ nó không ơi. Có tôi nè. Có tôi nè. Ây da. Ây da. Đã quy tuần hụt anh em, nhưng mà làm sao, tại vì nó chạy, chạy lẹ quá. Và combat đó mọi người siêu dễ luôn. Anh em chỉ cần bật cái e đứng đó, đặt quy là xong. Ô chơi luôn hả? Chơi đó không ơi. Ok. 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 Đại sư. Tại vì cái trang bị đút lửa đen này nè, nó không chỉ là thiêu đốt tim bạn, mà nó còn có một cái lượng phép cũng như là một cái lượng thời gian hồi chiêu rất là lớn. Trang bị siêu ngon luôn cho con Carthus này nha. Ui, tái mạng rồi à. Nãy giờ đi găng nhiều quá anh em ơi. Farm nó cũng hơi bị chệch cái vòng rồng một chút á. Mình đi găng nhiều khi có lợi hơn anh em. Ông Senna ông bỏ bót luôn rồi, what the fuck. Chấm hỏi anh em ơi. Một cái quy nè. Một cái quy nè. Lại chạy rồi, chưa có hồi rờ. Ông Senna ông bỏ bót luôn. Cái gì đây? Ông Senna này. Bót nó không đi đi top anh em. Rồi có rờ rồi nha, có rờ rồi nha. Ai ở đâu mà ít máu á, binh một phát, binh một phát thôi là có ngưỡng máu tử liền, có ngưỡng máu tử liền anh em nha. À, mình nhìn mua đồ cái. Ồ. Xe này nó bắn rờ cho ai vậy? Sao bắn rờ cho về nhà cho tôi vậy trời? Nó còn nhiều máu quá anh em ơi. Sét nó còn nhiều máu quá. Ê, đánh đi, đánh đi. Tôi có rờ này không ơi, đánh đi. Hai. Ôi, airplay luôn. Uầy. Tưởng mà pha là cúp rồi đó anh em. Gớm mẹ. Mà pha full phép luôn mà. Ok. Cái con Carthus đi rừng này á, đang được rất là nhiều người thách đấu sử dụng, cũng như á, là mấy cái ông rank cao. Tại vì nó dễ chơi, với lại là farm nó cũng rất là nhanh anh em ơi. Nó sẽ tác động được những cái mục tiêu lớn như là ban sâu nè, sứ giả nè, hoặc là rồng. Cực kỳ dễ chơi luôn. Này này, nghe nói là còn tí máu đúng không? Một cái quy. Rồi sao né? Né ơi, né ơi. Né ơi. Sao né được? Rờ nha ông ơi. Nhiều máu quá anh em ơi, chưa rờ được. Nãy giờ đi găng nhiều quá, không quên ăn mấy con sâu luôn anh em. Giờ phải ăn bù cho tay mình thôi, xanh mà không ăn sâu cũng hơi kỳ. Anh em nên nhớ nha, rồng á là để mọi người đánh lay game. Ơi ơi. Ơi. Vô đây. Solo. Một quý. Một quý, ồ dính rồi, dính rồi. Đốt kìa anh em ơi. Rồng á là để mọi người đánh
và cứu game hoặc là ngăn chặn cái bước tiến của tên bạn còn sâu với lại cái sứ giả đó, giúp cho mọi người snowball đầu game nha. Ôi không cướp được cốc rồi anh em. Ây da, ở đây nè, không chết à, cứu tôi. Rồi xong, lâm vào cái thế giàu ăn rồi anh em ơi. Rồi nè, bum bum, không chết đâu, đốt chết anh ta, đốt không chết luôn anh em. Chú về nhà mua đồ á. Ây da, mất cái mạng sách đao rồi. Nhưng mà sao, cái tốc độ lên level của mình đang rất là ảo ma luôn á, cũng như là tốc độ lên đồ á, mình đang được hai món trang bị lớn rồi nha mọi người, mới phút thứ 12 thôi. Ông Sena cũng bỏ bót luôn mà, có thật sự là đùa không vậy? Hay là ông top lộn, hay là ông AD ấy là support đầu game cãi nhau ta? Chỉ có một cái trường hợp mà ông support bỏ AD đi là tại vì lúc đầu game ham nằm cãi nhau anh em ơi. Thật sự là như vậy luôn á, chứ có lý gì mà ông support lên top, ông lượm linh hồn của ông top đâu. Làm cái bot mất chủ rất là sớm anh em. What the fuck, phút thứ 11 mất chủ đầu hay sao á. Nhưng mà Z xuống găng và đây là double kill hay sao, à, mỗi đứa mạng. Vậy này nó binh kìa. Vậy này nó binh nó chửi sao nè. Cặp tôi túm chửi nó tự nhiên đang đi 2 vs 1 ông biến thành 1 vs 2 luôn anh em. Nó chửi, bắt đầu chửi rồi á. Những tình huống như này mình chỉ cần một cái nụ cười tự tin thôi. Ở bot đang 2 vs 2, Sena bỏ đi thành 1 vs 2 luôn, khổ cho ông. 1 quy anh em ơi, 1 quy nè, 2 quy nè, 1 quy nè, 2 quy nè, đếm đều luôn á chứ. Nói chung mà con cá thớt này không xanh thì khá là khó để mà solo lại gì nha. Ê ê ê ê. Ê, tóc biến rồi. Ê ê ê. Ê. Bậy nha, bậy nha. Bạn cái tóc biến này mình cũng có chứ, bạn làm đâu căng. Ăn rồng các anh em. Mọi người khi mà đi rừng á, anh em ăn mục tiêu ở phía cánh trên hay là ăn ở phía cánh dưới á, nó sẽ phụ thuộc vào cái cánh đơn của mọi người á. Cánh mà bót mạnh thì anh em đánh theo bót, top mạnh thì anh em đánh theo top thôi. Còn mid thì mình nghĩ đi cho nó tự chơi. Mid nó đẩy lính được thì mình ra mình găng. Ờ lộn, mình ra mình cướp rừng. Hoặc là mình đi ăn mấy cái mục tiêu ở gần gần đó, ok. Chủ yếu đánh bót với lại top anh em nha. Hai thằng mày đánh chung mà. Cái thằng Vay này nó còn phải hổ cái thằng Sena, là cái thằng Mafai mà không hiểu sao mà Sena lên support cho Mafai luôn. Ấy nhưng mà tính ra là Sena support cho Mafai nó lại là hợp lý anh em ơi, tại vì Sena nó phải đi chung với những cái vị tướng tăng để cho nó farm. Xong rồi Sena nó lượm linh hồn. Nói chung là lý thuyết thì đúng á, nhưng mà thực hành thì thực hành thì hơi bị ăn chửi nha. Có rồi này bạn. Ui cái lòng nó gồng giáp lên anh em ơi. Mà không sao, cũng lấy được linh hồn. Qua đây tôi cũ cho, qua đây tôi hốt cho. Ai mày chạy hả? Mày chạy hả? Mày chạy hả? Bật cái E lên nè. Cái E bật lên thì né hộ. Chỉ cần mọi người lên cái trang bị đút lửa đen này á, anh em cứ vào combat bật cái E, chạy vòng là một đống đam rồi, không có cần phải là nhiều luôn anh em. Thiệt, bật kê lên chạy vòng là quái trời đam rồi. Trời ơi, xanh nhờ. Lúc đầu game Raimix cho ổng vài cái mạng để giúp cho ổng đặt lính, xong mà hỗ trợ thêm vài mạng nữa. Giờ xanh vất lơ. Đấy, tầm này mình lên được tầm 1-2 món trang bị là mọi người đi rừng không có thiếu mana đâu. What the fuck, cú né chiêu của mình đó. Gớm hay sao? Một quỳ. Ê, Zed ơi, cứu tôi. Zed nó bỏ mình nó chạy luôn là ác quỷ vậy, cứu. Ok. Trời ơi, ông Zed đi luôn rồi hả? À. Cảm ơn ông nha. Team mà thấy combat chạy luôn ở đây mời, gớm hồn luôn. Con này thì mọi người cứ tối ưu hóa cái việc farm đi. Này farm nhanh cực kỳ luôn á. Nó là một trong những cái vị tướng đi rừng phải gọi là farm siêu cháy. Dạng như Nili á anh em. Farm rất là nhanh luôn. Rồi, ba món trang bị lớn rồi, trong đó là có một cái một cuốn sách tập đếm anh em ơi. Học tới lớp 25 là được.
Lớp 25 là siêu siêu mạnh rồi. Có kiến thức rồi á. Mà chết mạnh thôi là thất học liền anh em, mất học liền. Rồi tụi xuống nè. Sắp hồ rò tiếp anh em ơi, mới gồng rò hồi nãy xong rồi, sắp có rò tiếp rồi, đúng lẹ. Làm chậm này nha. Khó rượt quá anh em. Ở đây, mình có giày lớn rồi mà. Trời ơi, một cái quy kìa. W. Trời ơi, quy phải đó chúng là rờ chết rồi anh em ơi, nhưng mà rờ thử luôn nha, chết không? Không chết. Không chết anh em ơi, quy có khỏe đó chúng là rờ chết chắc rồi tại vì nó mất e rồi á. Quy hụt. Chạy nhanh nữa nhờ. Ơ. Còn ở đây hả mày? Rồi rồi rồi. 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 Rồi luôn, ông Z ăn cái con sếp mình có hỗ trợ luôn anh em ơi, bú đậm. Phút thứ 17 mình đang có 18 linh hồn rồi. Ui. Hai cái thằng boss kia nó đẩy trụ gớm đi. Nó đẩy xong cái trụ boss rồi lên đẩy nát cái top luôn ở đây mà. Hai con boss ở Chitina với lại là Rui đang gánh tiền đó nha. Đẩy trụ đúng gớm luôn. Bum. Mất tiêu cái trụ. Một cái quy. Mày nảy đi. Nó tránh ra. Xin đừng đụng anh em. Tao đang giao thông bây giờ. Tránh ra. Một quy à, gồng hả? Gồng. Ây da, con này phải quy trúng cái đam ở đây. Quy hụt như là không bây giờ có đam luôn. Trừ khi mọi người vào combat bật ke. Chạy vòng 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 vòng. Một quy. Một quy. Ây da. Rồi dũng rồi dũng chúng rồi chúng 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 rồi chúng rồi. Cứu 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 cứu. Nó bỏ bạn nó chạy luôn kìa. Chịu rồi. Ui. Ồ, tóc biến rồi. Ok. Hồi nãy giờ đi giờ vòng vòng farm anh em ơi, mình cũng lên được thêm một cái món trang bị lớn rồi. Đây chính là mũ phù thủy nha. Holy shit cho. Mũ phù thủy anh em ơi. Quá đã. Mình đang được tới tận là gần 800 phép rồi á. Hồi nãy mà mình chết đó là mình cũng hỗ trợ được rất rất là nhiều mạng rồi. Và nó ăn mạng sau khi mà mình chết nha. Nên mình cũng tích lại được một cái lượng điểm của cái sách chiêu hồn này rất là lẹ. Một quy nè. Ơ không trúng hả? Ơ nhưng mà không trúng đó kỳ vậy. Chưa có rờ nha. Một quy. Trời ơi một quy rồi. Trời ơi tôi một quy. What the. Vái đái cái máy à. Trời. Trời. Bật e lên. Ôi không ăn được mạng á. Xô vậy. Rồi tôi một cái quy mà mấy ông kia còn nửa cái máu không anh em ơi. Đúng một quy là nửa cái máu thôi. Đúng lẹ ạ. Baron luôn anh em ơi. Baron endgame sớm luôn nè. Ôi, nó này anh em. Từ nha. Mất e đúng không. Ok. Đau chưa. Không có bú được linh hồn ta. Thôi Baron anh em ơi. Ai tăng dùm cái. Đội hình không có ai tăng vậy. Mà pha để lên full phép anh em ơi. Rồi nào tăng. Solo được không ta? Sợ solo Baron nó kẹp mình chết luôn á chứ. Có lợi thế sớm thì mọi người nên ăn sớm luôn nha. Để tránh đêm dài lắm mộng. Đội hình của team bạn tí nữa mà về tầm giữa giữa game nó bắt mình một cái mồm thôi. Sốc đây là phải là chết. À, để tôi farm giùm. Anh em combat đi, mình có R rồi mà. Nói chung là con Kathed này là mọi người có thể hỗ trợ được trên toàn bản đồ ở bất cứ lúc nào nếu như mọi người có R. Rất là dễ chơi. Đang xuống đây ông ơi. Một phải solo kill không? Trời ơi xui. Ok tôi bú nha. Cảm ơn nha. Xem nữa là mà phải solo kill gì vậy? Ông giết đánh thoải mái ông ơi. Tôi có R nè. Cứ hú một tiếng là có R. Cứ hú một tiếng là có R. Mà R một phát là ít nhất là phải là hơn nửa cây. Hoặc là bay màu luôn nếu như mà tên mà ít máu. Đây 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 cái thế. Cái thế giàu ăn. Cái thế giàu ăn ha ha. Dính rồi đó. What the fuck sao kẻ dính tôi vậy. Chạy. Né. Ok hang này là đây. Trời ơi, Sena bắt rờ hụt hả? What? Khó gì cũng làm được luôn hả? Cái rờ Sena rất là bự anh em ơi mà còn rờ hụt được á. Khó thì cơ chứ. Cái điều khó gì mà ông cũng làm được anh em ơi. Để đi. Thôi về nhà cái.
3k tiền rồi. Wow. Rồi, đồ siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. Nếu như mà team bạn quái xanh hoặc là có một cái gì đó mà áp lực đến với mọi người á, thì có thể lên được cái đồng hồ cát ở cái món thứ 4 hoặc là món thứ 5 tùy anh em. Còn nếu như mọi người mà muốn giữ mạng hoặc là sống lâu ở trong combat á, thì có thể lên sớm. Nhưng mà mình nghĩ là riêng con cái thớt này á, không có cần lên đồng hồ cát đâu này. Chết thôi, chết bỏ. Tại vì chết xong á là còn xài kỹ năng được, còn rờ được là còn cả đam. Mà trong combat pháp sư được xài kỹ năng tầm 10-15 giây thôi là đủ rồi đó. Nó xả để mà đủ AD team bạn hoặc là pháp sư team bạn bay màu là được rồi. Rồi tóc biến lẹ rồi. Trời ơi, một cái quy. Lại nữa, con fish này nha, con fish này nha. Rồi rồi rồi. Đồng hồ cát à. Ôi, quy hụt quá. Ây da, nè nè. Cứu. Hai cái quy này, một cái the fuck. Tôi hai cái quy chứ trên đi luôn mà. Đam ảo gì trời. Đam ảo trời. Rồi à, ăn rồng anh em ơi, linh hồn rồng nước siêu ngon, siêu ngon. Nóng hỏi vừa thổi vừa ăn. Bây giờ đi farm mạng phê nhờ. 25 phút nữa và farm được 21 mạng rồi. Rồi, ăn tóc đẹp cái. U gì còn tí máu vậy? 3 giây, 2 giây, 1 giây rồi 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 rồi. Rồi 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 mày farm, mày farm. Mày phải vô cái thế luôn rồi này, mà cái ngưỡng máu tử luôn á. Gần 1000 phép rồi à. The fuck. Gớm như vậy sao? Gần 1000 phép qua anh em ơi. Chắc bây giờ quy 2 phát chết đứa, quy 2 phát chết đứa quá. Chờ nè em ơi. Một quy nè. Một quy nè. Ồ dính nha, dính nha. À lướt rờ rồi. Lướt rờ rồi. Xét nó có hơi trâu á, lên kháng phép rồi. Lên sau lưng nè. Rồi, vô đây. Dám vô không? Trời ơi, một quy anh em ơi, về nhà hồi máu liền. Về nhà hồi máu liền. Mất e rồi nha. Một hôm gió chín người anh em. Ảo ơi, mình né rồi mà. Ơi, rồi xong mình đi đó, mình đi đó. Ây da. Ô, ô, ăn được bạn. Hai cái quy chết luôn chứ tên ai anh em. What the. Bán luôn cái giày anh em nha. Mình lên một cái trường luôn nè. Ui, chuối, chuối, chuối. Ui, không chết hả? Nhưng mà cũng lấy được vài cái linh hồn anh em nhờ. Ăn đi, tôi có hỗ trợ. Nãy xưa có hỗ trợ anh em ơi. Ăn luôn không? Solo kill luôn không? Mình đang hơn 1000 phép rồi nha mọi người ơi. Nếu mà cái sách chu hồn Meja này á, lên được lên 25 số này là cũng ngàn mấy, chắc ngàn mốt phép á, cỡ đó. Hồi mình đang level 18 rồi. Rồi bây giờ hồi có 100 mấy chục giây à. Rồi phát là bay màu tên bạn luôn mà. 30 số. Ui đầu hàng rồi. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.